Có mắm, mẹ chan mắm vào rồi, ăn đi con. Mẹ chan vào rồi đây, mẹ trộn rồi, cứ thế là gấp ăn thôi. Không, chỉ có mắm thôi, hôm nay không có nước. Mẹ, mẹ cho nước vào nhé. Ừ, được rồi, biết rồi. Ngon không gấu? Ngon! Ngon không sao? Em ăn nhiều vào nhá. Phải ăn rau thì mới lớn được chứ con. Chắc không thích ăn rau. Sao thì con sống hả? Salad đấy con. Con sống hả? Rau này ăn sống mà con, tại nó là salad mà, salad thì không nấu. Rau salad không nấu mà con. Thế con được ăn rau sống không? Có. Nước salad thôi, không được ăn mua cá sống. Ừ đúng rồi, thế ăn đi. Salad nấu thì không ăn được thì không ngon. Đúng rồi, thì nó không ngon. Salad nấu thì nó nhiều như này. Nó nhiều như này. Nó nhiều như này. Nó nhiều như này.